Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học bài trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Bài thứ 7 chúng ta được học có chủ đề ghi chép và tưởng tượng trong ký. Văn bản ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Các em hãy mở sách và chuẩn bị vở ghi để bắt đầu bài học nhé. Trước khi tìm hiểu bài, chúng ta sẽ đi vào phần tìm hiểu chung. Một nhỏ là tri thức về ký. Ký là tên gọi của một nhóm các thể tiểu loại có tác phẩm văn xuôi, phi hư cấu có khả năng dung hợp tất cả các phương thức tự sự, miêu tả biểu cảm nghị luận, thông tin nhằm tái hiện những trạng thái đời sống đang được xã hội quan tâm và bộc lộ trực tiếp những cảm nghĩ của tác giả. Và tùy vào mục đích viết, sự bộc lộ cái tôi tác giả và cách thức tổ chức các phương tiện biểu đạt mà tác phẩm ký được gọi là tùy bút, toản văn, phóng sự hay là ký sự, truyện ký, hồi ký, nhật ký, du ký, vân vân. Hai nhỏ, chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả. Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh năm 1937 tại thành phố Huế, quê ở làng Bích Khê, xã Triệu Long, tỉnh Quảng Trị. Ông từng tham gia cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ chủ yếu bằng hoạt động văn nghệ. Hoàng Phủ Ngọc Tường là nhà văn có sở trường về ký, trong đó tùy bút là thể loại in đậm dấu ấn sáng tạo của ông. Nét đặc sắc trong sáng tác của ông là có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và tính trữ tình, giữa nghị luận sắc bén với tính suy tư đa chiều, và được tổng hợp từ vốn kiến thức sâu rộng về triết học, văn hóa, lịch sử hay địa lý, v.v. Tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội, xúc tích, mê đắm và tài hoa. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông như là Ngôi sao trên đỉnh Phù Vân Lâu được viết năm 1971, Rất nhiều ánh lửa được viết năm 1979, v.v. Và tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông được trích từ tập sách cùng tên xuất bản lần đầu năm 1984. Thể loại của tập sách này được ghi là bút ký, vì vậy tất cả các tác phẩm trong đó đều có thể được gọi là bút ký. Tuy nhiên thì xét theo đặc điểm nội dung và hình thức của văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông có đủ cơ sở để xếp nó vào thể loại tùy bút. Và văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông bao gồm 3 phần, đoạn trích trên thuộc phần đầu. Để hiểu rõ hơn về tác phẩm, chúng ta sẽ chuyển sang phần đọc hiểu văn bản. Thứ nhất đó chính là vẻ đẹp của sông Hương ở thượng nguồn. Sông Hương ở thượng nguồn được so sánh như một bản trường ca của rừng già, với nhiều tiết tấu hùng tráng và dữ dội. Như là, khi rầm rộ giữa bóng cây đại ngàn, lúc thì mãnh liệt qua các gành thác, và cũng có lúc dịu dàng và say đắm giữa những dặm dài chói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng. Đó là một vẻ đẹp thật là nên thơ, tình tứ, mê đắm. Những từ ngữ giàu giá trị tạo hình gợi tả chính xác một vẻ đẹp sông Hương vừa hùng vĩ, man dại, vừa trữ tình say đắm lòng người. Và bằng biện pháp so sánh và nhân hóa, tác giả liên tưởng sông Hương như một cô gái di gan, phóng khoáng và man dại với một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng. Đó là một vẻ đẹp thật nữ tính, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt hoang sơ. Sự hoang dã, mạnh mẽ của dòng sông được tác giả khéo léo so sánh với hình ảnh cô gái di gan xinh đẹp mà man dại. Nàng đẹp nhưng đó là vẻ đẹp thuần túy của thiên nhiên, sự thuần khiết của tự nhiên. Bởi vậy mà vẻ đẹp đó mang theo chút gì đó rất huyền bí. Tự nhiên của một vẻ đẹp chưa được thuần hóa vẫn mang theo hết sự hoang dại, huyền bí của thiên nhiên, cảnh vật nơi thượng nguồn. Đó là một vẻ đẹp thuần nguyên, vẻ đẹp không pha lẫn tạp chất. Sông Hương còn là người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. Đó là khởi nguồn, sự bắt đầu của một không gian văn hóa Huế. Và dòng sông Hương đã góp phần tạo nên và bảo tồn văn hóa của thiên nhiên xứ sở. Đó là chiều sâu trong vẻ đẹp của dòng sông. Khơi về nguồn cội để khám phá vẻ đẹp sâu thẳm, sức sống mãnh liệt, hoang dại và đầy cá tính. Phần thứ hai chúng ta tìm hiểu đó là sông Hương khi chảy về đồng bằng và ngoại vi thành phố Huế.
cái nhìn tinh tế của tác giả về mối quan hệ giữa sông Hương với kinh thành Huế. Đó là gì ạ? Sông Hương như người tình dịu dàng và chung thủy, trải qua hành trình đầy gian truân để tìm gặp người tình mong đợi. Và đoạn sông Hương chảy về đồng bằng và ngoại vi thành phố, tác giả hình dung như một cuộc tìm kiếm có ý thức, người tình đích thực của người con gái trong một câu chuyện nhuốm màu cổ tích. Và tác giả đã thể hiện lối hành văn lịch lãm và tài hoa khi diễn tả sông Hương trải qua nhiều địa danh khác nhau. Trải qua giữa cánh đồng châu hóa đầy hoang dại, sông Hương được ví như cô gái đẹp ngủ mơ màng. Sông Hương khoác lên mình vẻ đẹp của một người thiếu nữ đang nằm ngủ, với dáng vẻ yểu điệu thục nữ dịu dàng, cái sự hoang dã man dại khi nãy dường như biến mất, cảnh vật thơ mộng xung quanh đã bào mòn đi vẻ đẹp nguyên thủy của sông Hương, mà thay vào đó là dáng vẻ yểu điệu của một người thiếu nữ, một dòng sông tuyệt đẹp, uốn khúc lượn quanh nhẹ nhàng. Đó như một câu chuyện cổ tích, công chúa ngủ trong rừng, một vẻ đẹp lãng mạn của một câu chuyện cổ. Nhưng khi ra khỏi vùng núi, sông Hương như một nàng tiên được đánh thức, như bỗng bừng lên sức trẻ và niềm khao khát của tuổi thanh xuân, chuyển dòng một cách liên tục, vòng giữa khúc quanh đột ngột, hay uốn mình những đường cong thật mềm, như đang làm duyên, đang múa lượn, lúc thì trôi theo hướng nam bắc theo điện hòn chén, vấp ngọc chán, lúc thì chuyển hướng sang tây bắc vòng qua bãi Nguyệt Biều, Lương Quán. Rồi nó đột ngột vẽ một hình cung thật tròn về phía đông bắc ôm lấy chân đồi Thiên Mụ xuôi dần về phía Huế. Và nó trôi đi giữa hai dãy đồi sừng sững như thành quách với những điểm cao đột ngột. Và tác giả đã nhìn sông Hương qua nhiều trạng thái và vẻ đẹp khác nhau. Có lúc mềm như tấm lụa khi qua vọng cảnh Tam Thai Lự Bảo, có khi ánh lên những mảng phản quang nhiều màu sắc như sớm xanh, trưa vàng, trưa tím, lúc đi qua những dãy đồi phía tây nam thành phố. Có lúc mang vẻ đẹp trầm mặc nhất như triết lý, như cổ thi khi vòng qua bao lăng tẩm đền đài. Và có lúc tươi tắn và trẻ trung khi gặp tiếng chung chùa Thiên Mụ ngân nga tận bờ bên kia, giữa những xóm làng trung du bát ngát tiếng gà. Đó là một bút pháp kể và tả được kết hợp nhuần nhuyễn và tài hoa, làm nổi bật vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng của sông Hương. Và chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh sông Hương khi chảy vào thành phố Huế. Đầu tiên là khi chảy vào thành phố Huế thì sông Hương mang những nét đặc trưng riêng. Sông Hương như vui tươi hẳn lên giữa những biển bãi xanh biếc của vùng ngoại ô Kim Long. Đó như một tâm trạng của một người đi xa, tìm đúng hướng về đang náo nức bồi hồi. Sông Hương như vui tươi hẳn lên giữa những biển bãi xanh biếc của vùng ngoại ô Kim Long. Đó là một tâm trạng của người đi xa, tìm đúng đường về náo nức bồi hồi. Đó là cảm xúc của một người lâu ngày xa quê, được gặp lại bạn bè, cảnh vật quen thuộc khiến nó vui vẻ, phấn khởi hẳn lên. Để rồi khi vào trong lòng thành phố, sông Hương mang dáng vẻ tĩnh lặng, lững lờ trôi qua từng ngóc ngách, nhánh nhỏ của thành phố. Đó là một vẻ đẹp yên bình, nơi được coi là bến đỗ của sông Hương, khiến nó thả mình theo dòng chảy, lững lờ tận hưởng nhà của mình một cách bình yên say sưa. Đó đều là những cung bậc cảm xúc, dáng vẻ của dòng sông Hương, nhưng đã được nhân cách hóa qua cái nhìn đầy trữ tình và con mắt đầy lãng mạn của nhà văn. Sông Hương hiện lên như một con người hoàn chỉnh, có những cung bậc cảm xúc khác nhau, mới mẻ và độc đáo, khiến cho người đọc không khỏi thích thú và đắm say. Và sông Hương dắp mặt thành phố ở Cồn Dã Viên, uốn một cánh cung thật nhẹ sang Cồn Hến, làm cho dòng sông mềm hẳn đi như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu. Đây là một so sánh rất là lạ, dùng tiếng vâng é ấp ngập ngừng thiêng liêng cho tình yêu để diễn tả hình dáng mềm mại của dòng sông, một cái nhìn đầy tình tứ của nhà văn. Và sau đó chính là liên tưởng suy tư của người nghệ sĩ, so sánh sông Hương với sông Sen của Paris, sông Danube của Budapest. Đó là những con sông, là những linh hồn của thủ đô, biểu tượng văn hóa của quốc gia. Đó chính là lòng tự hào với sông Hương và kinh thành Huế. Tiếp theo đó, tác giả cảm nhận sông Hương từ nhiều góc độ.
Đầu tiên chính là nhìn bằng con mắt của hội họa. Sông Hương và những chi lưu của nó tạo thành những đường nét thật tinh tế, làm nên vẻ đẹp cổ kính của cố đô. Nhìn từ góc độ âm nhạc thì liên tưởng khi nhìn dòng sông Neva chảy nhanh quá. 2000 năm trước, triết gia Hy Lạp khóc suốt đời vì dòng sông trôi đi quá nhanh. Để nhớ lại sông Hương, quý điệu chảy lững lờ của nó khi đi ngang qua thành phố. Và sông Hương thì được miêu tả đẹp như một điệu slow tình cảm dành riêng cho Huế. Một điệu chảy lững lờ vì quá yêu quý và muốn nhìn ngắm nhiều hơn thành phố thân thương trước khi rời xa. Đó là tình cảm sông Hương và nhà văn dành cho Huế. Và sông Hương như một người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya. Liên tưởng này đến nền âm nhạc cổ điển Huế được sinh thành trên mặt nước của dòng sông này. Và sông Hương gắn với lịch sử âm nhạc lâu đời của Huế là cái nơi hình thành nên âm nhạc truyền thống. Và ngoài ra còn liên tưởng đến Nguyễn Du và Truyện Kiều, tiếng đàn của Kiều là tứ đại cảnh của một điệu nhạc Huế. Điều này khẳng định dòng sông gắn bó với các giá trị văn hóa, văn học kinh điển của dân tộc. Và nhìn ở góc độ tình yêu, tí sông Hương như một người tình dịu dàng và trung thủy. Rời khỏi kinh thành, sông Hương trách về hướng chính Bắc. Và rồi như sực nhớ lại một điều gì chưa kịp nói, nó đột ngột đổi dòng, rẽ hoặc sang hướng Đông Tây để gặp lại thành phố lần cuối ở góc thị trấn Bao Vinh xưa cổ. Tác giả liên tưởng khúc ngoặt bất ngờ đó tựa như một nỗi vương vấn, cả một chút lẳng lơ kín đáo của tình yêu. Điều này rất giống con người ở nơi đây. Và tác giả đã so sánh sông Hương như nàng Kiều trở lại tìm Kim Trọng để nói lời thề trước khi đi xa. Tiếp theo đó chính là sông Hương trong mối quan hệ với lịch sử, cuộc đời và thơ ca. Đầu tiên là trong mối quan hệ với lịch sử, sông Hương mang vẻ đẹp của một bản hùng ca ghi dấu ấn những thế kỷ vinh quang của dân tộc. Thế kỷ thứ 15 ở sách Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi, nó mang tên là Linh Giang. Đó là dòng sông Viễn Châu đã chiến đấu anh liệt bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc Đại Việt qua những thế kỷ trung đại. Thế kỷ thứ 18, nó vẻ vang soi bóng kinh thành Phú Xuân của người anh hùng Nguyễn Huệ. Thế kỷ thứ 19, nó sống hết lịch sử bi tráng với máu của những cuộc khởi nghĩa. Thế kỷ 20, nó đi vào thời đại cách mạng tháng 8 bằng những chiến công rung chuyển và tiếp tục có mặt trong những năm tháng bi hùng nhất của lịch sử với cuộc khởi nghĩa chống Mỹ ác liệt. Sông Hương tham gia và trải nghiệm cùng những bước thăng trầm của lịch sử dân tộc. Với thành phố Huế, sông Hương như một con người tìm được đường về nhà. Sông Hương gặp được thành phố như gặp được bến đỗ của cuộc đời mình. Nó mừng rỡ, vui vẻ đón nhận. Đó là cảm xúc khi tìm được chốn bình yên cho mình, không còn phải gồng mình lên để thích nghi nữa, mà thay vào đó là thả mình cùng thiên nhiên, cảnh vật của thành phố từ từ cảm nhận được sự bình yên của nó. Không chỉ vậy, sông Hương cũng gắn liền với nhã nhạc cung đình Huế, một nghệ thuật âm nhạc nổi tiếng ở nơi xứ Huế. Cả hai như hòa quyện, làm một khiến cho người tham gia thưởng ngoạn phải chìm đắm, hòa mình vào sự yên bình đến lạ thường ấy. Đó chính là vẻ đẹp gắn với âm nhạc cổ điển Huế của sông Hương. Và cuối cùng đó là sự gắn bó hàng nghìn năm như máu thịt của sông Hương với thành phố, là sự keo sơn bền chặt, vui buồn có nhau. Nó đã trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử dân tộc cùng với các triều đại nhà Nguyễn, rồi tham gia cách mạng của dân tộc. Cùng với nhân dân thành phố Huế, sông Hương trở thành người đồng chí thực thụ, sát cánh bên cạnh người dân, cùng họ đi qua những khoảng thời gian đau thương nhất của dân tộc. Đó là điều đáng quý, đáng trân trọng, là đỉnh cao của sự gắn bó giữa sông Hương và thành phố Huế. Đây là câu trả lời cho câu hỏi thứ 3 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 trang 41. Và ngoài ra, sông Hương còn gắn với cuộc đời và thi ca. Sông Hương mang vẻ đẹp giản dị mà khác thường. Khi nghe lời gọi của Tổ quốc, nó biết cách tự hiến đời mình làm một chiến công. Khi trở về với cuộc sống bình thường, là một người con gái dịu dàng của đất nước. Lịch sử hùng tráng và đời thường giản dị. Nó tự biết cách thích nghi với từng hoàn cảnh khác nhau.
có thêm những vẻ đẹp mới, mang dáng dấp và vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Và chính vẻ đẹp ấy làm cho sông Hương không bao giờ lặp lại mình trong cảm hứng của các nghệ sĩ. Tác giả cho rằng có một dòng thi ca về sông Hương mà nước luôn đổi màu. Có khi nó là dòng sông trắng, lá cây xanh trong cái nhìn tinh tế của Tản Đà. Có khi từ tha thướt mơ màng nó chợt hùng tráng lên như kiếm dựng trời xanh, trọng khí phách của Cao Bá Quát. Và có khi từ nỗi quan hoài vạn cổ hồi bóng chiều bảng lạc trong thơ Bà Huyện Thanh Quan, nó đợt khởi thành sức mạnh phục sinh trong tâm hồn thơ của Tố Hữu. Và về nhan đề, bây giờ chúng ta sẽ đi lý giải về tên gọi. Có nhà thơ đến đây và hỏi đất, hỏi trời một câu hỏi không có lời đáp cụ thể: ai đã đặt tên cho dòng sông? Điều này không hỏi về nguồn gốc của địa danh, mà muốn nhấn mạnh ẩn chứa niềm tự hào sâu sắc về dòng sông, và mượn huyền thoại để lý giải, để khẳng định vẻ đẹp vĩnh hằng và danh thơ muôn đời. Cách đặt nhan đề đó của tác giả hết sức độc đáo, nó vừa là một câu hỏi tu từ, vừa là một câu hỏi khẳng định. Nhan đề đó nhằm mục đích là khơi dậy những khát vọng, niềm tự hào của con người khi muốn mang cái đẹp gây dựng, vun đắp cho văn hóa lịch sử của xứ Huế. Không những vậy, cách đặt nhan đề như vậy của tác giả đã khơi dậy sự tò mò, trí tưởng tượng trong lòng người đọc. Ông đã dẫn dắt người đọc đi vào tác phẩm của mình một cách hết sức tự nhiên, truyền cảm hứng của mình nhằm ngợi ca vẻ đẹp của đất nước, quê hương mình. Và đó là một cách dẫn đầy độc đáo, sáng tạo và mới mẻ của tác giả muốn gửi gắm đến người đọc trước khi họ đến với sông Hương, thơ mộng nơi xứ Huế. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi thứ 6 trong sách giáo khoa ngữ văn trang 41. Và để khái quát lại những kiến thức mà chúng ta vừa học, chúng ta sẽ chuyển sang phần tổng kết. Thứ nhất, về nội dung. Đoạn trích thể hiện vẻ đẹp của dòng sông Hương và xứ Huế. Qua đó thì tác giả đã gửi gắm tình yêu và lòng tự hào tha thiết về sông Hương, xứ Huế và cũng là cho đất nước. Và về nghệ thuật. Tác giả sử dụng văn phong tao nhã, cảm xúc hướng nội tái hoa, cách cảm nhận tinh tế của một cây bút giàu trí tuệ, tổng hợp từ vốn hiểu biết sâu rộng đã làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của bài ký. Và ngôn ngữ thì phong phú và giàu hình ảnh. Như vậy, trong bài 7, các em đã được cung cấp tri thức cơ bản nhất, đó là tri thức về ký. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem bài soạn chi tiết nhé. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại ở các bài học sau. Xin chào các em!